Xin chào các bạn, tà bón là một trong những vấn đề phổ biến nhất ở người cao tuổi. Không chỉ gây khó chịu, tà bón còn làm giảm chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người bệnh. Điều đặc biệt là tình trạng này không chỉ xuất hiện một lần mà có thể tái đi tái lại nhiều lần, gây ra nhiều phiền toái cho người cao tuổi. Vậy, vì sao tà bón lại dễ xảy ra và tái phát ở người lớn tuổi? Hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân và cách khắc phục trong video hôm nay nhé! Nguyên nhân đầu tiên đó là do sự lão hóa tự nhiên ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi tuổi cao, cơ thể chúng ta bắt đầu trải qua những thay đổi tự nhiên, trong đó hệ tiêu hóa không còn hoạt động tốt như trước. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng tà bón tái đi tái lại ở người cao tuổi. Thứ nhất là giảm lưu động ruột. Khi còn trẻ, ruột của chúng ta hoạt động rất hiệu quả. Các cơ trong ruột co bóp đều đặn, giúp đẩy thức ăn và chất thải qua hệ tiêu hóa một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi tuổi cao, sự co bóp này dần dần giảm đi. Điều này có nghĩa là thức ăn và phân di chuyển chậm qua ruột, dẫn đến phân bị khô và cứng lại. Đây chính là lý do khiến người cao tuổi thường xuyên bị tà bón. Thứ hai là do giảm tiết enzyme tiêu hóa. Khi chúng ta già đi, dạ dày và tuyến tụy không còn sản xuất đủ enzyme tiêu hóa như trước. Những enzyme này đóng vai trò quan trọng trong việc phân giải thức ăn và giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất. Khi lượng enzyme giảm, thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn, khiến phân trở nên cứng và khó đi ngoài. Thứ ba là suy yếu cơ bụng và hậu môn. Cơ bụng và cơ hậu môn giúp tạo áp lực khi đi cầu. Tuy nhiên, khi bạn già đi, các cơ này dần dần suy yếu, làm cho việc đẩy phân ra ngoài trở nên khó khăn hơn. Điều này không chỉ làm tăng khả năng tà bón, mà còn khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và mất sức khi đi vệ sinh. Nhóm nguyên nhân thứ hai chính là do chế độ ăn uống thiếu cân bằng. Chế độ ăn uống không khoa học, thiếu cân bằng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tà bón ở người cao tuổi. Nhiều người trong độ tuổi này thì không ăn đủ rau xanh và chất xơ, những thành phần quan trọng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Chất xơ thì là người bạn của hệ tiêu hóa, nó giúp tăng cường nhu động ruột và làm mềm phân, từ đó giúp việc đi ngoài trở nên dễ dàng hơn. Người trưởng thành mỗi ngày nên ăn khoảng 20-25g chất xơ, tức là tương đương với 300-400g rau xanh và 100-200g hoa quả tươi. Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi có thói quen ăn ít rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt, những thực phẩm giàu chất xơ. Điều này dẫn đến việc phân trở nên khô và cứng gây tà bón. Tiếp theo là do việc uống không đủ nước. Người cao tuổi thường không cảm thấy khát như khi còn trẻ, hoặc ngại đi vệ sinh do những vấn đề tại hệ tiết niệu dẫn đến việc uống không đủ nước. Tuy nhiên, nước lại rất quan trọng trong việc giữ cho phân mềm và dễ di chuyển qua ruột. Khi cơ thể thiếu nước, phân sẽ trở nên khô cứng, khiến việc đi cầu trở nên khó khăn. Uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn mà còn hỗ trợ cho toàn bộ các quá trình khác trong cơ thể. Thiếu nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tà bón, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Thứ ba là do cái chế độ ăn không cân bằng. Chế độ ăn quá nhiều thịt, này, thực phẩm dầu đạm, này, chất béo mà lại ít rau xanh cũng là nguyên nhân gây ra tà bón. Thức ăn dầu chất béo động vật, đạm như là thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa thường rất khó tiêu hóa và di chuyển qua ruột. Đặc biệt, khi thiếu sự cân bằng giữa các nhóm thực phẩm, hệ tiêu hóa sẽ không hoạt động hiệu quả, dẫn đến tà bón kéo dài và dễ tái phát. Một nguyên nhân khác nữa khiến người cao tuổi hay bị tà bón đó là do ít vận động. Lối sống ít vận động là một trong những lý do phổ biến khiến tà bón tái phát ở người cao tuổi. Khi không vận động đủ, cơ thể không được kích thích để tiêu hóa thức ăn và đào thải chất thải một cách nhanh chóng. Nhiều người cao tuổi thì gặp khó khăn trong việc di chuyển do các vấn đề về xương khớp hoặc sức khỏe tổng thể yếu đi. Điều này dẫn đến việc ngồi hoặc nằm quá nhiều, không có đủ hoạt động để kích thích nhu động ruột. Khi ít vận động thì ruột sẽ trở nên lười biếng hơn, dẫn đến tình trạng tà bón. Nguyên nhân thứ tư đó là do căng thẳng tinh thần. Căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tác động mạnh mẽ đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là ở người cao tuổi. Khi bị căng thẳng, cơ thể sản sinh ra hormone cortisol, làm giảm hoạt động của hệ tiêu hóa và gây ra tà bón. Người cao tuổi thì thường phải đối mặt với nhiều lo âu, từ vấn đề sức khỏe cho đến các mối quan hệ gia đình. Khi căng thẳng thì hệ thần kinh phó giao cảm bị ảnh hưởng, làm giảm hoạt động của nhu động ruột,
kết quả là phân di chuyển chậm hơn qua đường tiêu hóa, gây ra tình trạng táo bón tái đi tái lại. Không chỉ vậy, táo bón kéo dài cũng có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn về mặt tâm lý. Khi người cao tuổi gặp khó khăn trong việc đi cầu thì họ thường cảm thấy lo lắng và áp lực. Những căng thẳng này tiếp tục ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm tình trạng táo bón trở nên nặng nề hơn. Điều này cho thấy sự kết nối giữa tâm lý và tiêu hóa rất quan trọng và cần được lưu ý trong quá trình điều trị. Nguyên nhân thứ 5 là do việc sử dụng thuốc điều trị. Nhiều người cao tuổi phải sử dụng thuốc để điều trị các bệnh lý mãn tính như là huyết áp cao, này, tiểu đường hoặc các bệnh về xương khớp. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc có thể gây ra táo bón như một tác dụng không mong muốn. Thứ nhất là thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm thuốc opioid, thường được kê đơn cho người cao tuổi bị đau khớp hoặc các vấn đề liên quan đến xương khớp. Tuy nhiên, các loại thuốc này có tác dụng phụ là làm chậm nhu động ruột, khiến phân khó di chuyển và dẫn đến táo bón. Thứ hai là thuốc lợi tiểu. Thuốc lợi tiểu thường được kê cho những người cao tuổi mắc bệnh tim mạch hoặc cao huyết áp. Mặc dù thuốc lợi tiểu giúp cơ thể đào thải nước, nhưng điều này cũng làm giảm lượng nước trong phân, khiến phân trở nên khô và cứng gây táo bón. Thứ ba là thuốc chống trầm cảm. Thuốc chống trầm cảm là loại thuốc phổ biến ở người cao tuổi do tình trạng lo âu, trầm cảm, khó ngủ. Tuy nhiên, chúng cũng có tác dụng phụ là làm chậm quá trình tiêu hóa, dẫn đến tình trạng táo bón. Và nhóm nguyên nhân cuối cùng đó là do các bệnh lý mãn tính. Người cao tuổi thường mắc các bệnh lý mãn tính và nhiều trong số đó ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây táo bón tái phát thường xuyên. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Tiểu đường có thể gây ra tổn thương thần kinh, bao gồm các dây thần kinh điều khiển nhu động ruột. Khi các dây thần kinh này bị tổn thương, quá trình di chuyển của phân qua ruột trở nên chậm hơn, dẫn đến táo bón. Thứ hai là bệnh suy tuyến giáp. Suy giáp là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ hormone tuyến giáp, làm giảm chức năng của nhiều cơ quan bao gồm cả hệ tiêu hóa. Khi tuyến giáp hoạt động kém, quá trình tiêu hóa chậm lại, gây ra táo bón. Thứ ba là bệnh Parkinson. Người cao tuổi mắc bệnh Parkinson thường gặp vấn đề với hệ thần kinh, khiến cơ thể khó kiểm soát các hoạt động tiêu hóa. Nhu động ruột của họ trở nên yếu, làm cho phân không được di chuyển một cách bình thường, dẫn đến táo bón. Khi gặp phải tình trạng táo bón kéo dài và tái phát, đặc biệt là ở người cao tuổi, việc tìm kiếm một giải pháp an toàn và hiệu quả là điều vô cùng quan trọng. Và Isotagon chính là sản phẩm hỗ trợ điều trị táo bón mà bạn có thể tin tưởng. Isotagon chứa các thành phần như là chất xơ hòa tan từ thiên nhiên, bao gồm phos, fibregum, mủ chôm và hai loại lợi khuẩn mạnh mẽ là Bacillus coagulans và Bacillus lawsi dạng bào tử. Những thành phần này không chỉ giúp làm mềm phân mà còn cải thiện chức năng tiêu hóa và cân bằng hệ vi sinh đường ruột, phòng ngừa nguy cơ viêm đại tràng do táo bón kéo dài. Trong sản phẩm thì còn bổ sung các vitamin nhóm B giúp tăng cường năng lượng, này, giảm tình trạng chán ăn và hỗ trợ quá trình tiêu hóa một cách tự nhiên. Isotagon thì được thiết kế dạng gói bột với hương vị thơm ngon, dễ dàng sử dụng và phù hợp cho người cao tuổi. Với Isotagon thì bạn có thể yên tâm cải thiện tình trạng táo bón và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Tóm lại, táo bón là một vấn đề không hề đơn giản, đặc biệt là khi nó tái phát nhiều lần ở người cao tuổi. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên và sử dụng sản phẩm hỗ trợ như Isotagon, bạn có thể khắc phục tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả ngay tại nhà. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp phải tình trạng táo bón kéo dài, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới video hoặc gọi ngay qua số hotline phía trên màn hình để được tư vấn thêm về bệnh và sản phẩm Isotagon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video hữu ích tiếp theo. Chúc các bạn sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.